Lương của Tổng thống Mỹ hiện nay bao nhiêu? Hiện nay, lương của Tổng thống Mỹ là 400.000 USD mỗi năm, chưa đóng thuế. Trợ cấp chức vụ là 50.000 USD mỗi năm, không phải đóng thuế. Trợ cấp du lịch là 100.000 USD mỗi năm. Và chi phí tiếp khách chính thức là 19.000 USD mỗi năm. Cả hai khoản này cũng không phải chịu thuế. Bầu cử Mỹ diễn ra vào ngày thứ mấy? Luật pháp Mỹ quy định cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra 4 năm một lần, vào năm chẵn trong ngày thứ 3 đầu tiên của tháng 11. Như vậy, ngày bầu cử sớm nhất sẽ diễn ra là ngày 2 tháng 11, muộn nhất là ngày 8 tháng 11. Tổng thống sẽ nhận được một khoản tiền lương cho công việc, khoản tiền này sẽ được giữ cố định trong suốt nhiệm kỳ hay không? Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống sẽ nhận được một khoản tiền lương cho công việc. Khoản tiền này sẽ được giữ cố định trong suốt nhiệm kỳ. Trong lần họp đầu tiên, Quốc hội Mỹ đã quyết định trả lương cho Tổng thống George Washington 25.000 USD mỗi năm. Đây là số tiền khá lớn vào thời điểm đó, nhưng Tổng thống Washington đã từ chối số tiền lương này vì ông là một người rất giàu có. Ngoài lương bổng, Tổng thống Mỹ còn được các tiêu chuẩn chế độ khác như thế nào? Nếu công du bằng máy bay, Tổng thống Mỹ có sẵn văn phòng trên hai chuyên cơ Boeing 747 được thiết kế đặc biệt dành riêng khi tiếp đãi các quan khách quan trọng nước ngoài. Tổng thống Mỹ được sử dụng trại Davis ở Maryland. Đây cũng là nơi gia đình tổng thống có thể tới nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ quan trọng hoặc chính thức trong năm. Sau khi rời chức vụ, tổng thống cùng gia đình được cơ quan mật vụ bảo vệ tối đa thêm bao nhiêu năm? Sau khi rời chức vụ, tổng thống cùng gia đình được cơ quan mật vụ bảo vệ tối đa thêm 10 năm nữa. Trước đó các cựu tổng thống được bảo vệ đến khi qua đời đúng không? Đúng, trước đó tất cả các cựu tổng thống và gia đình của họ đều được bảo vệ cho tới khi tổng thống qua đời. Đến thời tổng thống George Bush, những quy định này được áp dụng. Tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ là Joe Biden, nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1, 2021 ở tuổi 78. Ông là người lớn tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ này. Ông Joe Biden trở thành vị tổng thống đầu tiên của Mỹ vẫn còn tại nhiệm ở tuổi 80. Tổng thống trẻ nhất nước Mỹ là Tổng thống Theodore Roosevelt, vị tổng thống trẻ tuổi nhất nước Mỹ, 42 tuổi, được nhận xếp là một lãnh đạo năng nổ và tích cực nhất tính tới thời điểm hiện tại. Lịch sử nước Mỹ ghi nhận có bao nhiêu vụ ám sát thành công? Theo thống kê của vụ khảo sát Quốc hội Mỹ, lịch sử nước Mỹ ghi nhận ít nhất 15 vụ tấn công nhằm vào các cựu tổng thống đương nhiệm và ứng cử viên tổng thống, trong đó có 5 vụ ám sát thành công. Đố bạn kể tên những vị tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.